Trong sách Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ có một câu viết như thế này: trên con đường đi tới sự trưởng thành, mỗi người trẻ ai cũng phải trải qua những tháng ngày vất vả và gian nan. Quãng thời gian ấy có thể là một năm, cũng có thể là ba năm, năm năm. Xét cho cùng, nếu không muốn vất vả một đời, thì phải chịu vất vả một thời. Trong sách Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ có một câu như thế này: nếu cứ luôn phải sống theo ý chí, theo tưởng tượng của người khác, thì sự sống sẽ mất đi ý nghĩa đích thực của nó. Đừng vì sự khác biệt của bản thân so với người khác mà ngày ngày phiền muộn, thậm chí tự ti. Bạn cần nhớ rằng, mỗi người đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Thay vì oán trách ông trời bất công với mình, chẳng thà hãy tìm kiếm vùng đất phù hợp để tài năng của bạn có thể phát triển. Chỉ cần dụng tâm cố gắng, thì dù bạn là đóa hoa rực rỡ hay là một loài cây xanh biếc, bạn đều có thể nhìn thấy bầu trời mùa xuân của riêng mình. Trong sách Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ có một câu viết như thế này: chỉ cần bạn là một người dám mơ giấc mơ của chính mình, trong thời khắc ấy, bạn đã không còn tầm thường nữa rồi. Dám ước mơ, dám kiên trì với ước mơ, quyết tâm không thay đổi, lấy mồ hôi và tâm huyết cần mẫn tưới tắm, rồi một ngày bông hoa ước mơ sẽ kết thành trái ngọt. Cần phải hiểu rằng, điều khiến cho người khác chê cười không phải là ước mơ của bạn, mà là bạn không làm gì để xứng đáng với ước mơ đó. Bạn chỉ xứng đáng khi bạn dùng thực lực để hiện thực hóa ước mơ mà thôi. Trong sách Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ có một câu viết như thế này: bạn có còn nhớ câu chuyện về chú lừa không may rơi xuống cái giếng cạn, sau đó cố gắng đạp lên đủ loại rác rưởi, bùn đất để rồi cuối cùng thoát ra không? Kỳ thực, chúng ta nên học hỏi tinh thần đó của chú lừa. Trong thực tế, cuộc sống sẽ có đủ thể loại bùn đất đổ xuống đầu chúng ta, lúc nào cũng trực chôn sống chúng ta. Ai chỉ biết khóc lóc hoặc chấp nhận sự an bài của số phận, sẽ tự khiến cho bản thân ngày càng chìm dần. Ai muốn tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, phải nghĩ cách bay ra từ giếng cao. Cách duy nhất để bay ra, đó là rũ bỏ tất thảy những thứ bùn đất kia đi, bước lên chúng, biến chúng trở thành con đường giúp chúng ta đi lên. Trong cuốn sách Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ có một trang sách viết như thế này. Phần 3, người tuổi đôi mươi. Cuộc sống vốn dĩ tự thân nó đã có vô số những điều được, mất, nếu chỉ nhìn vào điều mà bản thân đã đánh mất, không để tâm tới những điều đáng để tìm kiếm trong tương lai, thì cho dù cuộc sống của bạn vẫn chưa đi tới đoạn kết, thực chất nó đã hoàn toàn khô kiệt, vô vọng ngay từ lúc này. Cuộc sống vô thường, nhưng tư tưởng của chúng ta có thể linh hoạt cùng thời gian. Chỉ cần dám tiến một bước về phía trước, bạn sẽ thấy những sự thay đổi bất ngờ. Kỳ thực, chúng ta phải cảm tạ sự vô thường.